hộp nhựa dính đầy mỡ bò kho, rửa sao cả nhà? Ba nghĩ là rửa nước nóng. Ba tâm dùng chanh. Hả? Chà kỹ vào nhóc. À, mẹ gọi. Con, thử cách này đơn giản nhất. Dùng sinh lai mới với công nghệ sạch siêu tốt lần đầu ra mắt. Đánh bay dầu mỡ cứng đầu ngay cả trên đồ nhựa. Sạch kim kích, cảm ơn mẹ. Sinh lai mới với công nghệ sạch siêu tốt.